Chương 1 Một hồi trò hay Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nam.anh hát nhanh lên Một người phụ nữ nằm thẳng ở trên giường lớn rộng rãi Quần áo vứt tứ tung ở trên mặt đất Mơ hồ có thể nhìn rõ ở đằng xa kia Chính là nội y của phụ nữ Chẳng qua, trải qua một hồi giằng xé Giờ phút này quần áo đã sớm phân tán thành nhiều mảnh lẻ lo dười phụ nữ Làn da trắng, sáng bóng Sờ lên xúc cảm hẳn là không tồn giờ khắc này trên người phụ nữ còn có một người đàn ông tuy rằng quần áo của người đàn ông đó vẫn còn tồn tại, bất quá đều là hỗn độn, cũng không thua gì những đồ vứt trên mặt đất kỳ ạn ông cùng phụ nữ triền miên giống như muốn đem đối phương nuốt vào trong bụng mình vậy, anh có thể nhanh một chút được không? Đối mặt với sự thúc giục của người phụ nữ, người đàn ông hai trọng mắt cực nốt tay dài, liền đem người phụ nữ trên giường ông vào ngực mình. Môi ghé sát vào lỗ tai của người phụ nữ nói nhẹ tư vũ muốn nhanh a à, sau một lát trong phòng ngủ lại là một mảnh kiều diễm cùng lúc đó tại sân bay của thành phố a thành một cô gái lôi kéo hành lý đi ràng thấy ở bên ngoài sân bay có ánh nắng cô gái bỏ xuống kính râm trên mặt mình hướng về phía không trung hô a thành tôi đến đây đàm giật nam em đến đây bỏ mặt người chung quanh đều hướng ánh nhìn đối với cô tỏ vẻ mặt khó hiểu thậm chí còn dùng thái độ lo lắng coi cô như người tâm thần nhưng cô vẫn duy trì khóe miệng tươi cười ngày càng lớn cô gái có một đôi mắt to đen như mực lại sáng bóng. Mũi nhỏ xinh đẹp, lúc ánh mắt của cô nhìn xuống thản nhiên như âm ảnh. Mái tóc đen tỏa sáng. Rối tung xõa ở trên bả vai, hẳn là rất mê người. Chẳng qua, lúc này lại bị cô gái này dùng dây thun buộc vào, làm thành một kiểu tóc hết sức bình thường, áo trên người cũng đơn giản là áo kẻ caro màu hồng, một chút cũng không để lộ thân thể mê người ra ngoài ngược lại chính là đem ra thịt trắng nõn kia che đậy ở bên trong cực kín đáo. Trên chân cũng là một đôi giày đơn giản cô, đang rất nhớ nhường A Thành còn cách 1.000 km nữa mới tới thành thị ven biển đến đây không phải là đi công tác. Mà chính là để thấy bạn trai, cũng có thể nói là vị hôn phu của cổ bỉ vì lần này, cô trốn người nhà mang theo hộ khẩu, chính mình cũng nam nhân trong đời kết hồn bên ngoài ánh nắng sáng rực, cô gái trên khóe miệng có chút chua soát giật nam, em không ở bên cạnh anh khoảng thời gian này, anh có vượt qua được không em thật sự khó vượt qua bởi vì rất nhớ anh chẳng qua nơi đây sẽ là điểm dừng cuối của em bởi vì từ nay về sau em sẽ đều bồi thường ở bên cạnh anh nghĩ vậy cô lôi kéo hành lý của mình vừa mới lên xe biến mất màn này đều bị gói trọn trong đôi mắt màu hổ phách mà cô gái kia tự nhiên không hề hay biết cô gái da thịt trắng nõn quần áo trên người rộng thùng thình cũng không phải là cố tỏ ra bộ dáng thanh thuần người đàn ông trên khóe miệng gợi lên hình vòng cung chưa cha bao giờ biết gương mặt trắng nõn kia hướng về phía mặt trời lại mê người đến vậy cô chính là làm được đương nhiên hắn là đứng ở khoảng cách xa nhìn cô cũng không có nghe thấy rõ cô gái kia vừa ở trong không trung nói điều gì đàm tham mưu trưởng phía sau có một thanh âm truyền đến nhắc nhở chủ nhân của đôi mắt hổ phách kia đem tầm mắt mình thu hồi lại chúng ta đi nhìn chiếc xe biến mất ở góc đường người đàn ông khôi phục lại gương mặt trong trẻo lạnh lùng cùng với đường cong cứng trắng hoàn toàn phù hợp lời, người đàn ông bước chân thon dài, biến mất ở sân bay bước xuống xe, cô chỉ tới nơi này đúng một lần, anh đã đưa cho cô chìa khóa, lần này chính là lần thứ hai cô đến, lặng lẽ mở ra cánh cửa này này, kỳ thật cô thực sự hối hận, hận chính mình nếu như ấn chuông cửa, đợi người đàn ông của cô ra mở cửa. Sẽ không phải chứng kiến cảnh đua khổ là, trên cái thế giới này, từ trước đến nay không có cái gọi là hối hận lúc cô suy nghĩ muốn đến nơi này cũng chỉ là muốn nấu cho nam nhân kia một bữa ăn hoàn mỹ, nghĩ muốn bồi thường cho hắn thời gian gần đây đã chịu ủy khuất nơ ở của đàm giật nam kỳ thật chính là tiêu chuẩn của phong cách. Tất cả đồ dùng trong nhà đều là màu trắng, trên bàn còn có khăn trải tinh xảo viền hoa sau khi tiến vào, phòng này vẫn sạch sẽ như là lần đầu tiên cô tới. Chính là khi cửa đóng, nàng thấy một đôi giày da của nam giới, cùng đôi giày cao gót màu đỏ, mày liễu khẽ nhíu lạch lẽ, đàm giật nam có khách nhìn qua bốn phía cũng không phát hiện trong phòng khách có ẻ đại khái chính là nàng quá nhạy cảm đi, có lẽ, đôi giày này là đàm giật nam cẩn thận mua cho nàng cũng không chừng kỹ giày, cô tiến vào phòng hải sản ở cảng thành thị mới mua bỏ ra, tiến vào phòng bếp, chuẩn bị một chút, bắt đầu thi triển tài nấu nướng của chính mình thời điểm lúc cô chuẩn. Bị nấu cơm, trong phòng lại truyền ra một thanh âm tinh tế theo âm thanh kia tiến đến, phát hiện chính là phòng ngủ của đàm giật nam vừa nãy mới tiến vào, không phải không có tiếng vang gì sao, chẳng lẽ, đàm giật nam ở nhà mang theo khao khát nhớ nhung người yêu bước nhanh vào phòng ngủ nam ngươi nhẹ một chút ta sắp chịu không nổi thời điểm chuẩn bị đẩy cánh cửa ra lại nghe thấy thanh âm của nữ nhân từ bên trong truyền đến cho cô do dự một chút lúc này lại có thanh âm của nam nhân tư vũ cô cảm thấy được lời này sẽ làm cho tôi tin tưởng cô không phải là vui hoang mới tìm đến tôi sao nói mau có phải hay không thanh âm này so với ngày xưa có phần hơi khác khang khang nhưng cô vẫn nhớ ra đây chính là thanh âm người mình đi ngàn dặm xa xôi đến tiền giật nam anh cùng người phụ nữ khác ở phòng ngủ làm cái gì đúng vậy chán ghét anh còn không mau một chút nữ nhân bên trong cánh cửa lại cất lời làm cho người ta phải mặc đỏ tai hồng cô thật sự không biết lúc ấy cô đã đẩy cửa ra như thế nào cánh cửa không có khóa lại nhẹ nhàng được đẩy mở bỉ vì trước mắt một màn kích thích cho nên cũng không phát hiện có tiếng động gì thế cho nên cặp nam nữ kia mới không nhận ra sự có mặt của cô như trước vẫn cứ dây dứt niệm hề thật sự không biết tại sao mình lại ngơ ngác đứng ở chỗ này nhìn hình ảnh khó coi trước mắt kia cô cảm nhận hai chân của chính mình như bị người khác giữ chặt không thể động đậy mãi cho đến khi nữ nhân trên giường mở khẽ đôi mắt mê ly chú ý tới người đứng sau bọn họ có chút hoảng sợ đẩy nam nhân đang chèn ép trên người mình ra sau đó rất nhanh kéo chăn mỏng ở phía sau che trên người của mình cái gì vừa mới sắp đi ra như thế nào muốn dừng nam nhân đột nhiên bị nữ nhân đẩy ra có chút bất mãn nói thầm nhưng vẫn theo tầm mắt của nữ nhân nhìn người ở phía sau niệm hề anh nhìn cô ở phía sau mau chóng cầm lấy quần áo ở một bên lưu loát mặt lên sưa sang lại hình tượng như chưa từng xảy ra việc gì anh lúc này mới tiến về phía cố niệm hề vương tay định nắm lấy tay của cô. Lại bị cô né tránh, niêm hề, em như thế nào trở về? Không phải nói, hai tuần nữa sao? Đó là thời gian bọn họ ước định qua, bởi vì cố niệm hề muốn nhanh chóng thấy được người đàn ông này, cho nên đã dùng phương thức nhanh nhất đoạn tuyệt trời nhà ra ngoài, người đàn ông nhìn tay mình rơi vào khoảng không, có chút lúng cuốn thu hồi lạc thật, cùng một người phụ nữ khác ở trên giường, hắn đã sớm dự liệu được kết cục ngày hôm nay hắn cũng có ý niệm chia tay với cố niệm hề trong đầu. Dù sao, mình chỉ là người đàn ông bình thường, đương nhiên cũng muốn cùng người mình yêu ở trên giường hết lần này đến lần khác, cố niệm hề lại là cô gái vô cùng truyền thống. Nói cô không thể có quan hệ trước hôn nhận hắn chính là có chút bất đắc dĩ, mới có thể cùng người phụ nữ có dáng người xinh đẹp khác trên giường, cũng không thể tự kiềm chế bản thân lâu như vậy biệt mỗi lần nhìn đến cô gái kia, lại nhớ đến bộ dạng lôi thôi của cố niệm hề, hắn muốn chia tay cũng đã rõ ràng cái gì, cô không thể giống người phụ nữ kia, mặc một bộ váy, để trưng ra dáng người của mình, vì cái gì, cô không thể giống người phụ nữ kia, hướng trên mặt mình vẽ loạn một chút phấn. Xong, làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn, cho dù hắn biết trên thế gian này, không ai trừ bỏ cố niệm hề đối với mình tốt nhất. Trên thế gian này, không ai trừ bỏ cố niệm hề vượt ngàn dặm xa xôi để đến làm cho hắn một bàn đồ ăn nóng hổn thật muốn cùng cố niệm hề chia tay cho nên để cố niệm hề ở trong này nhìn bọn họ ở trên giường làm chuyện tốt cũng không muốn nhiều lời giải thích đàm giật nam trong lòng thật sự có được cảm giác được giải thoát sau hắn cảm thấy chính mình là một người đàn ông lỗi lạc chuyện bắt cá hai tay hắn cũng không thích chính là không biết nên làm thế nào cùng cố niệm hề nói rõ ràng hiện tại cô thấy được màn này cũng không cần phải để hắn tiếp tục giải thích là hắn rõ ràng muốn chia tay cùng cố niệm hề vì cái gì lại đang cố né tránh ánh mắt của cố niệm hề mắt to xinh đẹp thoáng hiện thần sắc ghét bỏ tim của hắn lúc này lại đang bị co rút đến đau đến cực điểm nếu không phải hiện tại làm sao có thể nhìn đến được một màn trò hay như vậy lặng lẽ hít sâu một cái đem đôi mắt sương mù kia áp chế xuống cố niệm hề mở miệng lời này vừa nói ra tự nhiên làm cho hai người ở trong phòng ngủ chấn động, âm thầm bội phục. Cố niệm hề trấn định. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.